80.000 quân của lực lượng Cộng sản Việt Nam đồng loạt tấn công hơn 100 địa điểm trên toàn bộ lãnh thổ miền Nam Việt Nam vào đúng đêm giao thừa Tết Mậu Thân nhằm ngày 29 tháng 1 năm 1968 Tây Lịch. Các vị trí bị tấn công bao gồm hầu như toàn bộ các thành thị miền Nam, nơi quân đội miền Nam Việt Nam và đồng minh Hoa Kỳ kiểm soát, bao gồm cả thủ đô Sài Gòn. Tại các thành thị này trong suốt khoảng thời gian trước đó, ít xảy ra các trận giao tranh giữa những lực lượng chính quyền Nam Việt Nam và các du kích quân cộng sản thường kiểm soát vùng nông thôn và rừng núi. Cuộc tấn công bất ngờ vào đúng ngày Tết cổ truyền này là một hành động đơn phương xóa bỏ thời điểm hưu chiến mà hai bên mặc định công nhận trong những năm chiến tranh trước đó. Đó là một cuộc chiến bắt đầu hầu như ngay sau khi cuộc chiến Đông Dương kết thúc và người Pháp rút ra khỏi Việt Nam vào năm 1954. Với sự tồn tại trên thực tế hai quốc gia Việt Nam, miền Bắc theo chế độ cộng sản và miền Nam thuộc thế giới tự do. Bắt đầu từ năm 1965, quân đội Mỹ chính thức tham chiến tại Việt Nam bên cạnh đồng minh miền Nam Việt Nam trong một cuộc chiến chống du kích Cộng sản nổi dậy tại chỗ với sự hỗ trợ ngày càng lớn của lực lượng chính quy từ miền Bắc. Hãng tin Pháp AFP trong bài kỷ niệm 50 năm ngày cuộc tấn công xảy ra viết rằng cuộc tấn công mẫu thân là một cuộc tấn công dũng cảm đã làm thay đổi cuộc chiến Việt Nam. AFP phân tích rằng khi lực lượng Cộng sản tiến hành cuộc tấn công, họ có hai mục đích. Một là tiêu diệt lực lượng đối thủ hay là kích động lực lượng dân chúng nổi dậy lật đổ chính quyền Nam Việt Nam được Hoa Kỳ hậu thuẫn. AFP cũng như nhiều phân tích khác cho thấy rằng cả hai mục đích được các vị lãnh đạo cộng sản đề ra đều thất bại. Lực lượng Nam Việt Nam không bị tiêu diệt, mà ngược lại quân đội cộng sản bị tổn thất rất nặng nề sau khi bị phản công. Điều thứ hai là không có cuộc nổi dậy nào của dân chúng xảy ra. Tuy nhiên, dễ phân tích cũng nói rằng hình ảnh các trận đánh của Tết Mậu Thân, nhất là cảnh chiến tranh trên đường phố Sài Gòn nơi quân đội cộng sản đã tấn công vào tòa đại sứ Mỹ đã làm cho nước Mỹ không còn ý chí để tiếp tục cuộc chiến với phong trào phản chiến lan rộng khắp nơi. Trả lời chúng tôi từ Hà Nội, ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam và hiện là đại biểu Quốc hội, bình luận về nhận định này của báo chí phương Tây. Tôi nghĩ rằng là các cách nhìn từ phương Tây mà như ông vừa nói nó ngày càng gần với cái nhận thức của một số người trong giới học chúng tôi đương nhiên trong một thời gian rất dài thì người ta chỉ nói đến chiến thắng thôi. Tôi muốn nói sự học ở Việt Nam ấy, và nói giảm nhẹ đi phần nào những cái tổn thất, kể cả những cái sai lầm và nhấn mạnh đến cái điều mà bây giờ như ông vừa nói, phía phương Tây cũng nói, tức làm cho cái ý chí của nước Mỹ là không còn nữa. Ông Dan Sutherland vào thời điểm Tết Mậu thân 1968 là phóng viên của hãng tin UPI tại Sài Gòn nói với Đại Á Châu Tự Do rằng phía Mỹ và Nam Việt Nam cho rằng họ đã thắng các trận đánh. Nhưng phái miền Bắc Cộng sản cho rằng điều đó không có liên quan vì cuối cùng họ vẫn thắng cuộc chiến tranh. Ông nói tiếp. American military commanders such as the top commander General Westmoreland kept telling people before the Tet Offensive we're winning. The Viet Cong are very weak. and they exaggerated this or they got this wrong. Tướng Westmoreland tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam báo cáo đã thắng trận mậu thân. Tuy nhiên, Tổng thống Johnson lúc bấy giờ bị sốc khi xem được hình ảnh Việt Cộng tấn công vào Tòa đại sứ Mỹ. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin cuộc chiến ở Việt Nam bị xa lầy và phong trào kêu gọi rút quân. Tổng thống Johnson đã ra lệnh ngưng bỏ bom ở miền Bắc và kêu gọi Bắc Việt ngồi vào bàn hội nghị Paris. Đó là những đánh giá về vai trò của mậu thân trong toàn bộ cục diện cuộc chiến Việt Nam nói chung. Ngoài ra còn có một điểm rất đặc biệt của Mậu Thân đối với người Việt Nam, nhất là người miền Nam Việt Nam, đó là vụ thảm sát hàng ngàn dân thường tại Huế của lực lượng cộng sản. Nhà báo Bob Keller làm việc cho hãng UPI tại Nha Trang vào thời điểm Tết Mậu Thân nói với chúng tôi. Uh, there were stories going around how the communist forces had come into the city and got around from house to house and even had lists of names and they would take the people and take them away. Có những câu chuyện được kể lại, quân đội cộng sản vào thành phố, đi đến từng nhà, ghi tên từng người và bắt họ đi. Rồi họ bị mất tích luôn vào thời điểm đó. Không ai biết việc gì đã xảy ra với những người này. Sau cuộc tấn công nhiều tuần lễ, những hố chôn tập thể được khám phá và các cuộc thảm sát ghê rợn mới được phơi bày. Câu chuyện này hầu như được kể lại mỗi dịp xuân về tại các cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại và chưa bao giờ được nhà nước Việt Nam nhắc đến hay công nhận. Rất hiếm hoi là trường hợp của một nhân vật cộng sản tại Huế là ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, được đài phát thanh RFI tiếng Việt của Pháp phỏng vấn năm 1997, cũng như trước đó trả lời phỏng vấn về sự kiện thảm sát Mậu thân với các nhà làm phim Việt Nam Thiên Sửa Truyền Hình của Mỹ. Ông Tường có đề cập đến những người bị giết hoang bởi lực lượng cộng sản mà ông gọi là lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, ông cho rằng đây không phải là chủ trương của quân đội cộng sản. Chúng tôi cũng đặt câu hỏi về thảm sát Mậu thân đối với ông Dương Trung Quốc. Ông trả lời như sau tôi nghĩ rằng ở đây câu chuyện này cũng là xuất hiện ở nơi này nơi kia rất nhiều trong những hồi ký trong những cái công trình nhất là ở nước ngoài chẳng hạn thì cái điều đó thì thực ra đó cái điều đó thì phải phải có một cái tự thẩm định còn đương nhiên chiến tranh là tàn phá chiến tranh là có thể vào những thời điểm đó con người có thể bị cuốn vào một cuộc chiến tranh cái nhân tính có thể bị tổn thương thì cái điều đó tôi nghĩ rằng là chắc cuộc chiến tranh nào cũng vậy thôi thế còn thực sự thực, thực nó như thế nào nó diễn ra như thế nào và bản chất nó là cái gì thì chắc tôi nghĩ là phải có một thời gian nữa chúng ta mới làm rõ được. Ông Dương Trung Quốc nói rằng phải cần một thời gian nữa chúng ta mới làm rõ được cuộc chiến Tết Mậu Thân diễn ra như thế nào và bản chất nó là gì. Tức khắc câu trả lời được nêu ra là phải chờ bao lâu nữa. Vì đừng quên là đã 50 năm sau cuộc chiến Mậu Thân, tại Việt Nam người ta vẫn chưa nghe lời giải đáp từ phía những người Cộng sản đang cầm quyền.